Tiếp tục những thông tin liên quan đến vụ sạt lở tại trạm quản lý rừng 67 và thủy điện Rào Trăng 3. Trong ngày hôm nay, thì các lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm những người mất tích, trong đó có 13 cán bộ trong đoàn công tác của Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế. Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được hiện trường vụ sạt lở. Phóng viên Nguyễn Thương hiện đang có mặt tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ thông tin chi tiết. Tôi đang đứng tại cái vị trí điểm cuối cùng có thể vào được phía bên trong cái phạm vi mà lực lượng cứu hộ cứu nạn thi công và làm việc. Điều này là để đảm bảo an toàn bởi vì sạt trượt vẫn có thể xảy ra. Thứ hai là để cho lực lượng chức năng tập trung vào cái công việc cứu hộ cứu nạn đang diễn ra liên tục. Một cái thông tin từ cái cứu hộ ở đường hàng không đó là lương thực đã được cung cấp kịp thời đến cho cái số người ở phía bên trong đang bị chia cắt. Việc cứu hộ cứu nạn được diễn ra ở hai hướng, phía từ đường quốc lộ 1 lên khu vực 13 nạn nhân bị nạn thì được lực lượng Bộ Quốc phòng triển khai làm việc liên tục từ cứu hộ cứu nạn cho đến tiếp tục mở đường. Ở đường thủy phía từ đường Hồ Chí Minh xuống thì được lực lượng cứu hộ cứu nạn của tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai, và theo như thông tin sơ bộ ban đầu thì có 19 người đã được đưa ra cộng với một thi thể. Việc này được triển khai trong ngày hôm nay. Còn khu vực 13 nạn nhân mà bị mất tích cho đến lúc này ở lán trại của lực lượng kiểm lâm ấy, thì do vị trí này đất đá lấp quá nhiều, khối lượng quá là lớn, do đó việc cứu hộ cứu nạn sẽ phải tiếp tục triển khai không như kế hoạch ban đầu mà phải diễn ra từ đêm có thể là đến cả sáng ngày mai nữa. Theo lệnh của Thủ tướng Chính phủ, ngày hôm nay đoàn công tác của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu cũng đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn tại trạm quản lý bảo vệ rừng 67 và thủy điện Rào Trăng 3. Nhiệm vụ trọng tâm là tìm kiếm cứu nạn đối với những người còn bị mất liên lạc, với tinh thần quyết liệt nhất, tiếp cận nhanh nhất, ứng cứu kịp thời, hiệu quả nhất nhằm giảm thiểu những thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân và lực lượng cứu nạn. Đoàn công tác cũng đã thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ là phải tổ chức tìm kiếm một cách thận trọng và đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình tìm kiếm. Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm huy động lực lượng phương tiện phục vụ cứu hộ cứu nạn, chỉ đạo hỗ trợ lực lượng quân y, trang thiết bị y tế để kịp thời cứu chữa những người bị thương. Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan được yêu cầu hỗ trợ ngay các phương tiện cơ giới, vật tư, thiết bị chuyên dụng để khẩn trương thông tuyến tỉnh lộ 71 và các tuyến giao thông cần thiết để phục vụ cho công tác tìm kiếm cứu nạn. Quân khu 4 phải huy động mọi phương tiện, thiết bị cần thiết, phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và cấp cứu người bị thương. Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng y bác sĩ triển khai ngay phương án để kịp thời cấp cứu, chữa trị cho những người còn sống sau khi tìm thấy, đồng thời chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, đảm bảo vệ sinh môi trường sau khi mưa lũ, không để bùng phát dịch bệnh. Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7 đã đi vào đất liền từ Thái Bình đến Nghệ An. Trong tối và đêm nay thì dự báo áp thấp nhiệt đới này di chuyển theo hướng Tây và tiếp tục yếu thêm thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh nên từ nay đến hết thứ Sáu, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình, Nam Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 150-250mm, có nơi hơn 300mm. Ngoài ra thì đáng chú ý trong lúc này áp thấp nhiệt đới ở khu vực miền Trung Philippines khả năng sẽ đi vào Biển Đông trong ngày mai, sau đó sẽ mạnh lên thành bão. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cũng cho biết là tính đến ngày hôm nay, mưa lũ tại miền Trung đã làm 48 người thiệt mạng và mất tích, hơn 580 nhà bị sập đổ, hơn 135.000 nhà đã bị ngập, sạt lở, hư hỏng nhiều điểm quốc lộ, đường giao thông, hơn 6.000 hecta lúa và hoa màu bị ngập, hơn 3.500 hecta thủy sản bị thiệt hại, hơn 332.000 gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi.